Tôi xe Honda băng đêm mô tô. Gãy xương quai xanh phải không? Chứ thì bản thân đi chứ nhân viên mình biết chứ tại sao lại gãy xương quai xanh chứ. Mất điện thoại cầm tay nữa. Hoa sĩ Phạm Ngọc Tuấn. Đó là con đi, mà trở thành là thằng bên này hỏi một cái là thằng cảm giác hôm nay coi gì đi vì là thật có nghĩa là chị Tham đại diện Thương Minh. Đói bụng quá ăn chung được. Chiến chào do mà mệt quá không biết nổi rồi, mồ hôi chảy chậm. Cái bàn đang ngồi là cái bàn bỏ đi mà còn xài được phải không? Cái bàn này là bàn biểu dục đi nè. Mà mẹ có con tiếp 50 năm. Của con này có ba đi lên trải lên phần đen đi. Của hồi xưa là của mẹ này. Mới có Phương á. Mới có Phương. Đi sang cái bàn này lại. Nhưng mà trước là phải giảm lại chứ phải là tôi giảm. Tụi mới này sao? Mới của tăng Nguyệt. Tụi nay là cô niệm cô tăng nữa, tăng mẹ Nguyệt đừng ngạo quân. Bao nhiêu tiền mà bao nhiêu tiền mà? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 1.2 triệu. 1.2 triệu. Mà chỉ cho tiền mình thôi. Rồi tủ này mới mua nè. 1.3 triệu. 1.3 triệu. Gì đó tủ nhôm cao cấp. Rồi đây bình thủy cao cấp luôn. Rồi bình thủy cao cấp. Rồi, mẹ quay cái nồi bún bò kìa mẹ. Rồi, nồi bún bò cao cấp luôn phải không? Dạ, cao cấp. Rồi, răng giả hả? Răng giả cao cấp. Tù lạnh này phía trong ngoài đây, ra bếp nè. Tù lạnh cũng cao cấp luôn. Cái gì cao cấp hết. Cho Vương coi cái nồi bún bò nè. Nồi bún bò nè. Tham còn chê ít, còn ít. Đây, xin giới thiệu nồi bún bò cao cấp. Cao cấp của ăn này, múc lên coi giò heo này. Giò 47 năm đó, chả giò cao cấp này quay nè. Rồi, chả giò cao cấp đâu, chả cái gì? Do người cao cấp chiên. Chả giò cao cấp cái gì? Người cao cấp chiên. À, chả giò cao cấp luôn. Coi giờ bên nó tích cơ quá. Gọi đi, gọi cao cấp, cái gì cao cấp hết đó. Bánh trái mình Mỹ đem về đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào đấy. Thì lấy nói gì Vương nói đi. Nói gì vậy? Hả? Nói Vương rảnh điện thoại cho Tây nha. À. Có buồn tất tình gì cho tôi điện thoại cho Tây. Tây, Tây kiếm cho một em xinh tươi. Xinh chưa ăn nhưng mà cần người quay phim trước. Ở đây luôn. Bà kia lắm, bà thì muốn giỏi lắm.
rồi, đi ra rồi. Thấy mặt hả?